Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại quận Hai Bà Trưng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 đã tiếp xúc cử tri các quận Hai Bà Trưng, Ba Đình và Đống Đa sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vui mừng tham gia hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Quốc hội nhằm báo cáo với cử tri kết quả của kỳ họp, kết quả trả lời những kiến nghị trước đó và tiếp tục ghi nhận ý kiến phản ánh của cử tri. Qua theo dõi kỳ họp thứ 5, cử tri đánh giá cao kỳ họp đã thành công tốt đẹp. Trên tinh thần nghiêm túc, dân chủ, khoa học, trách nhiệm cao, Quốc hội đã xem xét, thảo luận, quyết định, biểu quyết thông qua nhiều luật, nghị quyết và các nội dung quan trọng. Trong đó, nhiều cử tri đánh giá cao sự đổi mới, sáng tạo, linh hoạt của Quốc hội trong việc tổ chức kỳ họp. Việc Quốc hội bố trí thành hai đợt họp để tạo điều kiện cho các cơ quan có thêm thời gian chỉnh lý các dự án luật, dự thảo nghị quyết trước khi trình Quốc hội thông qua và thêm thời gian cho đại biểu Quốc hội nghiên cứu là sự đổi mới có hiệu quả. Đặc biệt, kỳ họp này, Quốc hội dành một buổi để thảo luận tại hội trường về báo cáo kết quả việc giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri là sự đổi mới theo hướng công khai, minh bạch. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn ngày càng có chất lượng, đi thẳng vấn đề thực tiễn cuộc sống, đi thẳng vào những nội dung người dân quan tâm như việc làm, công tác đào tạo nghề, việc xây dựng các cầu ở các địa phương, đề nghị các dự án rất lâu nhưng đến nay vẫn chưa được triển khai. Chúng tôi tin tưởng rằng dưới sự giám sát của Quốc hội, sự đồng lòng, quan tâm theo dõi, phản biện, ủng hộ của nhân dân, những quyết sách của Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 sớm đi vào cuộc sống, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia của các bộ, cơ quan trung ương, các địa phương có bước đột phá để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Thành phố. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, ông Đinh Tiến Dũng vui mừng ghi nhận cử tri đã theo dõi sát sao, đánh giá cao hoạt động của Quốc hội cũng như đoàn đại biểu Quốc hội. Thì đúng là vừa qua Quốc hội đã có đổi mới. Họp thì có 23 ngày nhưng mà chia làm hai đợt để dành thời gian cho cái việc mà đặc biệt là nghiên cứu tiếp thu các cái dự án luật cũng như các nghị quyết của Quốc hội để cùng với đó là có thời gian để chỉnh lý và nâng cao chất lượng của các cái luật và các nghị quyết. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao 9 ý kiến phát biểu rất tâm huyết của cử tri, đồng thời nhấn mạnh 3 chức năng của Quốc hội là lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Tổng Bí thư nhắc lại, Hà Nội là thủ đô, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của đất nước. Vì vậy, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố cần phát huy vai trò của mình. Đoàn Hà Nội lại càng phải làm sao xứng đáng là đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội. Báo cáo đồng chí trưởng đoàn như vậy, cũng phải văn hóa, phải trình độ, đóng góp rất là thiết thực và tích cực với lại Quốc hội. Cái gì phải chúng ta bảo vệ, cái gì làm không đúng chúng ta phải phản đối, phải phê bình, hoặc là nếu cần thì phải đấu tranh, không nhân nhượng được. Tổng Bí thư cũng mong muốn đoàn đại biểu Quốc hội thành phố thực hiện tốt các chức năng của mình để góp phần xây dựng thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến và anh hùng, thủ đô của lương tri và phẩm giá con người.